Bây giờ trước khi con là phụ nữ có gia đình, trước khi biết đến đạo con ra từ phạm giới tà dâm. Sau khi biết đến đạo, tuy con không phạm giới nhưng con đã tạo nghiệp bất thiện về ý và khẩu. Vì có tình cảm luyến ái với một người nam, con cảm thấy day dứt vì những nghiệp con đã tạo tác từ trước đến bây giờ. Thưa sư, điều đó có phải là nhân duyên của con với họ không? Vì bản thân con luôn cố gắng kiểm soát trước tình cảm của bạn ấy, nhưng cuối cùng con lại có cảm xúc rất mạnh. Con và bạn ấy biết là không thể phạm giới nên đã quyết định buông và dừng lại. Chúng con đều có suy nghĩ dằn vặt chào tử vì đã tạo nghiệp bất thiện trên ý và khẩu. Thưa sư, con nên làm những phước thiện nào để con giảm bớt nghiệp đã tạo tác, và con nên có thái độ như thế nào để không bị chào tử hối hận? Bà hoàng hậu Malika, vợ của vua Pasenadi, đầu tiên quý vị nên biết bà là một người tạo phước rất là nhiều. Chúng ta thường biết đến bà Wisakha, nhưng mà bà là cái người tương đương với bà Wisakha về cái chuyện tạo phước. Bà tạo phước dữ lắm, dữ dằn lắm. Dù cho nhiều đi thì phước À, bà chỉ thua bà Wisakha là bà Wisakha đã là vị tù rồi. thánh, còn bà là phàm thôi. Chứ bà dữ dằn lắm nha, bà tạo phước cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà bà có một cái lỗi là một lần bà đi tắm á, bà lỡ bà đã phạm cái giới tà dâm. Và do bà ngại, bà mắc cỡ, Bà thành ra dối bà cũng không, bà khi không ông vua dối phát hiện á, ừ. bà nói dối. Mà ông vua thì nghĩ là bà vợ mình xưa giờ quá tuyệt vời, thì chắc có lẽ là mình nhìn nhầm thôi chứ không có chuyện đó đâu. Và thế là đó, bà day dứt cái chuyện đó, bà không sám hối với nhà vua, bà không dám cho nhà vua biết. Bà day dứt hai chuyện: một là bà đã phạm giới tà dâm, hai là bà giấu chồng. Bà day dứt cái chuyện đó trong khi cái phước bà làm nó nhiều vô số kể nha. Mà khi bà day dứt với cái đó như vậy, nó ám ảnh bà, ám ảnh suốt cuộc đời của bà. Rồi cho đến khi mà bà mệnh chung gần chết tới nơi rồi, bà vẫn còn day dứt cái chuyện đó mà bà vẫn không dám nói với nhà vua. Rốt cuộc làm phước cả đời đi địa ngục. Thì 7 ngày. Nhưng mà quý vị nên nhớ, bà là ai? Bà là người làm phước tương đương với bà Quý Sa Kha, chỉ thua có chỗ bà Cần Quý Sa cận Kha là tử thánh. cận tử nó nhớ thì gắng chịu. Chỉ thua ở chỗ bà Quý Sa Kha là thánh, còn bà là phàm. Thì nhờ cái phước nó lớn tới như vậy đó, bà mới xuống địa ngục 7 ngày. Nhưng mà vẫn phải đi địa ngục. Còn mình ấy, bà nha, xin nói trước, thứ nhất bà chỉ phạm một lần, một lần duy nhất. Còn quý vị sẽ không biết quý vị phạm bao nhiêu lần. Cái thứ hai, cả cuộc đời của bà đó, vì tam bảo bà làm phước kinh khủng Xin nha, làm phước kinh khủng lắm. Sẽ có cái so sánh nữa như vậy để cho quý vị biết mình ăn cơm mình hở vả làm phước vậy. nè. Đức vua Pasenadi là một trong 10 vị chánh đẳng giác và vị lai. Bà là người đi theo hầu vua Pasenadi, tức là cái vị trí của bà với vua Pasenadi tương đương với bà Yayu Đà La đối với Đức Thế Tôn của mình. Cái phước của bà nó lớn kinh khủng lắm. Mà nếu như mà là một trong 10 vị tương lai đó, là đó, bà đã tu là gần 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Chẳng qua là bà là phụ nữ cho nên bà không có nguyện chánh đẳng giác thôi, nhưng mà bà vẫn phạm cái lỗi như vậy. Nhưng mà cái lỗi đó là một cái vết nhơ nhỏ trong suốt cuộc đời của bà vẫn phải đi địa ngục. Mà cái phước bà lớn kinh khủng, mình làm phước bao nhiêu so nổi với bà không? Nói thiệt như so nổi bằng cái móng chân của bà không? Chắc không đâu. Cho nên nói cái chuyện mình đi địa ngục là cái chuyện đi miệt mài. Mà cái vấn đề của mình nữa là gì? Mình không có dám nói với chồng. Nếu như á, cái việc này mình sám hối thì nó sẽ giảm thiểu rất là nhẹ. Nó giảm thiểu nhiều lắm nha. Và nhớ dùm khi sư nói sám hối nha, không phải cái chuyện quý vị đi vào chùa gặp ông sư sám hối là xong. Tại cái người mà mình phạm lỗi đó là ông chồng của mình chứ không phải là ông sư.
Ông sư chỉ là người chứng minh thôi. Còn cái người trực tiếp mình phạm lỗi là ông chồng. Mà cái người mình cần tha thứ là ông chồng. Có dám không? Nó mới quan trọng chứ. Khó chứ không phải dễ. Cho nên á, cái chuyện này á, nếu như quý vị hỏi muốn giải quyết là như thế nào, là phải gặp ông chồng rồi xin lỗi sám hối, rồi ông muốn làm cái gì đó ông làm. À, nó phải là cái chuyện đó thôi. Còn nếu như mình giấu à, thì nhớ bà Malika, bà làm phước kinh khủng như vậy mà bà còn phải đi địa ngục nha. Còn nếu như quý vị hỏi bây giờ mình cần phải làm sao để mình à, bớt cái đó, đó giảm nhẹ tội lỗi, thì bắt chước bà Malika, dành cả cuộc đời ra vì Tam Bảo, thì hòa chăng cái nghiệp mà mình chịu á nó sẽ giảm thiểu. Còn việc thêm một việc nữa, quý vị hỏi là tại sao mình lại có tình cảm đặc biệt với một người nào đó, thì xin thưa khi ái dục nó tăng trưởng, cái này Đức Phật nói khi ái dục nó tăng trưởng trong cái hoàn cảnh hợp lý, trong cái người, trong gặp cái người hợp lý, trong cái hoàn cảnh hợp lý mà dẫn chồng nữa, thì dù cho người đó là một cái đứa đuôi mù sứt mẻ thì mình cũng ok như thường. Cẩn thận, thành ra đừng có cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Đúng là có đôi khi á mình từng là thân bằng quyến thuộc hồi xưa đó, bây giờ mình gặp nhau mình sẽ có những rung động, có chuyện đó, nhưng mà đừng có đổ thừa. Tại vì á, thứ nhất cái quyết định là do mình, cái thứ hai đó là như Đức Phật nói, cái dục của mình đó, nó mạnh lắm, không phải người này thì có khi là người khác, chẳng qua trong hoàn cảnh thích hợp, môi trường thích hợp, thời điểm thích hợp thì nó như vậy đó nha, cẩn thận. Vì biết sám hối là làm tốt cái đã sai, chứ phải sám hối là đè nấu ra cái tội đó rồi cái lại đi đục lại Phật cái hết tội không có nha. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy mãi theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Quý vị làm bất thiện rồi đó, nó sẽ trổ nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng đen cho quả trắng đen. Đơn giản là ví dụ như bây giờ mình tiền ăn trộm, tiền mình ăn trộm mà tiền mình lường gạt, mình đem mình cúng dường thì đời vị lai mình sẽ phát sanh tài sản, nhưng mà nó sẽ mất đi, nó sẽ bị con cái phá hay là bệnh hoạn mất đi, hay là bị người ta cướp lại, ta trơm chĩa, hoặc là bị phạt mất đi. Chứ không phải ví dụ mình cúng dường mình sân quá, những nữa mình sinh ra mình có tài sản nhưng mình xấu, mình xấu cái nào ra nấy. Còn cái chuyện mà mình làm mà con làm gì để bớt thì có lẽ là mình làm phước thôi. Ví dụ như nó không ngăn được, nó không ngăn, nó không hết, nhưng mà khi mà nghiệp thiện nó nhiều á, nó nhiều, nó chạy một mạch đó, thì nó đè cái bất thiện xuống, bớt đè cái bất thiện xuống, đè nghiệp bất thiện không trổ được. Hay là giống như nghiệp thiện nó trổ liên tục thì nghiệp bất thiện nó không có cơ hội gì nó trổ, nó không có cơ hội để nó trổ vậy đó. Cho nên quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi làm cái này bậy, tôi làm cái này bất thiện xong cái tôi cố gắng tôi làm phước là nó hết, hay là tôi sám hối là nó hết, không có. Quý vị sám hối cái đè lại Phật bể đầu đi nữa cũng không hết, nhưng mà có phước là kính kính lễ Phật. Cho nên nó về nguyên tắc là nó sai đi cái nhân quả đi. Còn quý vị dằn vặt chạo cử, quý vị gán chịu cho nó ai vậy, ai làm bây giờ chạo cử kháng chịu chứ giờ. Rồi á, quý vị hỏi là gì đó, có phải nghiệp duyên hay không, thì ngày xưa từng chung chạ ra vào, hôm nay gặp lại dễ nào làm ngơ. Nhưng mình không ngăn được cảm xúc là do mình. Chứ không phải là đổ thừa nghiệp, cái gì mình cũng đổ thừa nghiệp hết trơn á. Nghiệp không có nói được là làng, đổ thừa tu quan quan ức quá, mình sơ sẩy mình để cái điện thoại người ta lấy, nó nghiệp nghiệp tôi, nó ăn trộm người ta bị người ta lấy bậy bạ,
Một phần là nghiệp, một phần là do mình ẩu. Thì do đời, tức là hai nhân cộng lại bằng một quả, quả này tiếp tục làm nhân, cộng nhân khác ra quả khác, ít nhất hai nhân. Do nhờ quá khứ mình gặp người này, à, thời quá khứ từng là có chung chạ, cho nên đời này mình gặp cái tự nhiên cái ái nó lên, thì nó cộng với đời này mình khống chế không nổi cái bản thân, nó cộng hành động hiện tại. Ai cũng vậy, bất cứ người nào họ cũng có cái người có nhân duyên ở đời quá khứ, họ gặp họ tự nhiên nó sang cái ái dục, thậm chí khỏi cứ đực giống cái là nó ái dục. À quý vị đừng có nói là có nhân duyên, mà nói nhân duyên nó nâng cao lên thôi, cứ đực tới cái là nó ái dục nha. Mấy ông ra đường gặp mấy cô xinh là toàn lúc nào cũng nhân duyên với tôi. Chết rồi. Cho nên đó mình học Phật pháp, mình phải biết khống chế. Còn thí dụ như á, nó xin lỗi quý vị nếu mà mình đang có chồng có vợ rồi mà mình cảm thấy mình thương cái cô kia quá, coi như mình thương cô kia hơn, mình muốn ở cô kia, thì làm ơn giải quyết cái mối quan hệ trước đó, là vợ chồng mình ly dị đi, mình làm cho đàng hoàng, không có quan nghịch trái, rồi mình nói chuyện, mình chia tay, sau đó mình mới cưới cái cô kia để mình ở trong chung, chứ mình đừng có cái kiểu lén lút, điều đó nó không tốt. Còn khi mà mình làm rồi thì chịu thôi, chịu thôi. Cái cách tốt nhất là mình đi làm thì mình cứ làm phước đi, rồi bữa mai cái phước nó trổ thì đời vị lai nó trổ đó, thì lúc đó nó trổ thì cái nghiệp ác thiện nó không trổ được. Ngài Ananda, nhớ ngài Ananda, con lỡ con kiếp tại dâm mà sanh ra thôi đi địa ngục thời gian sau ha, hay là được lên cõi này ha, cái làm thú, làm thú mà thú nào, thú thú cái dạng là không có thú mà thú thú cái, thú gái xong cái được làm thú đực lại, nó không có tinh hoàng Bị thiến á. tiếng á, rồi làm na, nữ lên làm người, rồi làm nữ xong rồi nó kịp nó nhẹ chút rồi được làm người nam, rồi người nam mà là bán tính lưỡng tính, rồi hết thời gian mới được làm người nam trở lại. Quý vị cái nghiệp nó không phải là giống như quý vị trồng một cái hạt lúa nó ra nguyên cái cây nó trổ mấy trăm hạt, chứ đâu phải là nó già dứt già dứt, nên không phải là nó bị đáng sợ lắm. Chính vì hiểu như vậy cho nên người ta mới né những cái tội lỗi, đúng không? Không sợ làm sao mà né, ai cũng làm hết trơn. Quý vị nghĩ đi, nếu mà sám hối làm rồi sám hối hết vậy là còn đâu nhân quả, ai sợ nghiệp nữa trời. Giống như bây giờ luật nhà nước có cái luật gọi là bây giờ lỡ giết người thì có tội nặng thì lấy tiền mà mua cái năm tù, dù một năm là 2 tỷ đi, vậy ai sợ nữa. Bây giờ đi buôn ma túy 50 năm lấy ngàn tỷ mua xong ai sợ nữa. Chính vì không có cái chuộc tội đó, nó chỉ cái luật pháp chỉ có khoan hồng một chút đỉnh, là ví dụ như cải tạo tốt ở trong tù thì được miễn, tới tới ngày lễ được giảm vài năm thôi, chứ không phải là nó giảm cho một cách gọi là quá mức để người ta sống sợ nữa. Chính vì mình là dân tộc dân Việt Nam, mình sợ luật pháp Việt Nam cho nên mình không dám đi ăn trộm ăn cướp, chứ không phải đi hạn cướp ngàn rồi đó, nên không có một cái luật gì nó bù trừ được cái nghiệp quả cả, giống như không có một cái gì nó có thể trừ được cái tội mình đã làm sau khi mình phạm pháp của nhà nước cả. Mình phải ở tù, mình phải bị xử bắn thì nó mới hết, nó mới nó theo luật thì nó mới xong đó. Quá Quý vị sẽ nhắc lại thêm một cái chuyện nữa, có lẽ quý vị biết rồi, đó là ông quan cận thần của vua gì A Xà Thế đó. Ừ, rồi ông kêu ngài ngài gì, một vị thánh là giống như con khỉ, ngài ngài nhưng quên mất tên ngài. À thì Đức Thế Tôn mới nói nếu như mà không chịu đi sám hối đó là sẽ thành con khỉ trong cái trúc lâm này nè. Thì thay vì như người ta sám hối là xong chuyện rồi, xong chuyện rồi, không chịu xong rồi không sám hối đâu, đi đi trồng mấy cái cây ăn trái trong cái vườn đó để đăng. mốt mình làm con khỉ, mình có trái mình ăn chơi vậy đó. Thì sư thấy cái cách đó nó thiếu thông minh, là cân nhắc lại nha.